đi siêu thị không sử dụng nhiều, nhiều tiền không sử dụng những viên mãn là phí này. Ừ, nên phải ép mình phải chi tiêu nhiều. Lúc đấy là mình không muốn sang 14.000 rồi, xong rồi sau thanh toán mức thanh toán này 429.000, cứ gọi là mức 16.000 nữa được thêm một kẹo nữa, cứ mãi quá rẻ. Thế vẫn đỡ Thế hơn. không mua thì cái thiệt quá, Mã sau sẽ không dùng được nữa. mà lấy này ai cũng biết làm rồi. Phí nhỉ, cái Phí. 16.000 là cái một kẹo, thế thì Cái không vay nữa. đấy cũng được. Nhưng mà chọn này chẳng có mã. Xinh gái thì em có bán. Chạm mãi. Mẹ thì Chi đéo tiêu nào dạo mạnh này cứ bọn Vinhome nó gọi liên tục ấy. nhau Trước mẹ hình chắc à do mua nhà số điện thằng thoại mà bị chia sẻ. Ừ. Mẹ toàn Vinhome mà hai này nó đang mở bán nó xây kinh khủng, ai chẳng cũng phải là được xây gọi lần trong đời. Nếu tùy thôi, là khách hàng tiềm năng đã từng mua bán bất động sản ở Hà Nội rồi, chứ còn các sếp như ở sếp ở quê mình ai gọi, đang gọi khách À hàng chứ tiềm quyền năng. đấy bên đó mẹ anh còn hỏi em kỹ cái vụ đất cát cho đồng làm nha, xem anh em có nghi cái gì Khó hủy rồi. hủy thì mày hủy trả tới gấp đôi tiền em. Vấn Nó không đề là cái bán. hợp đồng cọc như là Đồng báo vẫn vẫn chưa chưa giao dịch được. nó cứ để ngay ngay luôn, nó câu nó kéo xong ai tăng giá không Đùa được. Tôi thấy không có ý quê kiến. bán hàng đùa.